Làm thế nào để biết mặt bạn có nét hay không? Trước tiên hãy chụp một bức ảnh của chính bạn từ xa. Xem ảnh. Không thể nhìn rõ đường viền của khuôn mặt, tổng thể các đường nét trên khuôn mặt tương đối mờ, rất mờ nhạt. Hãy nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt mộc của bạn. Các bộ phận trên khuôn mặt có hơi phẳng không? Sống mũi thấp. Hai điểm này lõm. Về cơ bản thì đây là mặt bẹt. Tất nhiên vẫn khắc phục được. Tham khảo Ngô Thư Hân và cách Âu Dương Lan Nơ trở nên xinh đẹp. Hôm nay mình sẽ nói về hai điểm: trang điểm và làm tóc. Dù có gương mặt phẳng, bạn cũng có thể cao quý và trẻ trung. Đầu tiên, trang điểm cho khuôn mặt phẳng thường chỉ bao gồm hai điểm. Điểm đầu tiên là sau khi trang điểm, cảm giác trũng trên mặt tương đối mạnh. Thứ hai là trang điểm tổng thể, nhìn không có điểm nhấn. Do đó, cần cải thiện hai điểm này. Trước tiên hãy làm đầy vết lõm, cải thiện sự mịn màng của khuôn mặt. Sau đó tạo điểm nhấn cho khuôn mặt, làm cho lớp makeup bớt mờ nhạt. Sau khi trang điểm nền bình thường, hãy nhìn vào phần lõm trên khuôn mặt. Hầu hết mọi người thường có trọng tâm mặt lõm vào, thậm chí thường có gò má cao. Vì vậy thay vì làm gọn gò, hãy làm đầy phần lõm, dùng phần sáng màu tô vào chỗ lõm, làm đầu mặt. Chúng ta cần tập trung hơn vào đường viền bên trong. Đường viền bên ngoài chỉ đóng vai trò phụ trợ. Hãy nắm vững việc trang điểm phần mũi. Màu nâu sáng này, đầu tiên vẽ hai chữ chị nhỏ lên hốc mắt, mỗi bên sống mũi một nét, đầu mũi hình thoi, quả dứt khoát. Sau đó nối ba phần lại. Phần hai là tạo dạng lý giúp làm sáng phần giữa lông mày, vùng góc, sống mũi kể cả chóp mũi. Bằng cách này mũi sẽ cao hẳn lên, hắn lắp vùng tam giác này và xương trán. Vậy là khuôn mặt của bạn trông thon gọn hơn. Trong việc khắc phục đường viền bên ngoài, tôi có một bí kíp. Đó là loại màu đường viền. Hãy tin tưởng vào loại phấn má hồng màu tối này để thay thế việc tạo khối. Lấy phấn, quét thẳng một đường chéo xuống từ xương gò má. Dạng má hồng như này, khuôn mặt đã bắt đầu có nét và màu cũng không quá lố, rất tự nhiên. Bước tiếp theo là thêm các điểm nhấn. Tôi chú trọng vào phần trên của gương mặt. Chỗ này, lông mày và mắt rất quan trọng để tạo đường nét. Đối với lông mày đa sắc sẽ tốt hơn. Đừng vẽ đôi lông mày một màu ngang, dễ bị xỉn màu và làm mặt to. Chúng ta có thể học hỏi lông mày ghế sợi của Nabi hoặc như Kim Kingu. Lông mày là liễu có sắc độ rõ ràng. Lông mày có độ gập như này, nó có thể sửa đổi các vấn đề của khuôn mặt tròn và rộng. Đến một mức độ nhất định, trông mặt không còn mờ nhạt nữa. Tiếp theo là phần mắt. Không dùng nhiều màu, trông mắt sẽ lố rất nhiều. Hãy sử dụng phần mắt cùng màu để thêm các lớp, đánh nhiều lớp. Sử dụng lông mi giả để mắt to hơn, trông long lanh hơn. Tô thêm bọng mắt để giảm khoảng trống tổng thể trên khuôn mặt. Ăn lăng kéo dài dọc theo đuôi mắt. Chỉ cần dùng chỉ kẻ viền môi, môi trên và dưới nhìn rõ nét hơn. Tán một chút làm nền đều màu hơn. Sử dụng son bóng, quét đều từ trong lòng môi. Tô thêm màu đậm phía lòng môi, sao cho màu chuyển từ đậm sang nhạt đều. Bạn có thể tùy chỉnh theo phong cách trang điểm, ví dụ như dùng kim tuyến hoặc nốt ruồi. Nhớ hát lát ở khuế mắt và bọng mắt và chóp mũi. Bạn cũng có thể thêm một ít kim tuyến lấp lánh vào phần giữa của sống mũi. Còn phần kiểu tóc thì sao? Ngoài việc có khuôn mặt phẳng, chị em mặt phẳng của chúng ta cũng sẽ có những mái tóc bẹp, hàng dưới không rõ ràng. Vì vậy nếu chúng ta muốn tránh những vấn đề này, bạn nên tránh kiểu tóc thẳng này. Chúng ta có thể tham khảo mái tóc xoăn bồng bềnh của Ngô Thư Hân, độ xoăn mềm mại và giản dị đó, thêm tóc mái dài hoặc mái bay, nhìn rất ưa nhìn. Hoặc chúng ta có thể tết tóc cao đi kèm với mái bay. Điều này cũng có thể sửa đổi những mái tóc bẹp, đường vai và cổ lộ ra, làm cho hàm của bạn trông nhẹ hơn. Được rồi, tôi đi làm tóc đây.